Đây là những hình ảnh còn sót lại trong vụ nổ hầm cầu. Ở khoảnh khắc thần chết ghé thăm, hầm cầu nhà vệ sinh của căn phòng trọ này bất ngờ nổ, khiến 4 người trong một gia đình bị thương, đặc biệt người chồng bị nguy kịch. Tàn hoang, lo sợ là những gì mà người dân ở trong dãy nhà trọ thấy được. Là nó tỉnh là nó nói là sáng á, nó vợ nó lấy ông quẹt ở trên cái đầu tủ lạnh á, là lấy vừa quẹt không quẹt lên là nó bị bật cái nổ ra nó hấp bây giờ chăng nữa. Mà tôi run quá tôi không biết làm sao, mà đến tôi đi xuống đây tôi thăm bây giờ tôi cũng còn run, tôi không biết nói thế nào nữa. Nguyên nhân của những sự cố trên không phải không có nguyên nhân. Khi dạo quanh một vòng khu nhà trọ dành cho những người thu nhập thấp như sinh viên, người lao động ở làng Đại học quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, những dãy nhà trọ này nằm san sát, nhếch nhác rác thải và đã xuống cấp từ rất lâu, nhưng chưa một lần được các chủ nhà trọ có ý định nâng cấp lại vì nằm trong vùng quy hoạch. Ở đây là cái diện giải tỏa, con biết không? Người ta đã bốc thăm nền tái định cư rồi đó. Thì chưa biết ngày nào đi, thì cô chứ chấp giá vậy, cô cho thuê thôi, được ngày nào hay ngày nấy. Chứ không có nâng cấp gì nữa con. Ngoại thành thành phố, phòng trọ ở đây khá rẻ, chỉ dao động từ 600.000 đến 1.200.000 đồng một tháng. Phù hợp với túi tiền của những người thu nhập thấp, điều kiện kinh tế eo hẹp đã khiến không ít sinh viên, người lao động bất chấp những rủi ro có thể xảy ra để thuê phòng trọ giá rẻ. Mối nguy hiểm rình rập, nhẹ thì dột khi mưa, nặng thì có thể xảy ra cháy nổ bất cứ lúc nào do kết cấu điện không an toàn. Và căn phòng trọ rộng khoảng 12m2 của chị La Thị Diễm My là một ví dụ điển hình của những mối nguy hiểm trên. Đôi khi thì cuộc sống mà bạn tiền thì mình không có nhiều, cho nên mình buộc phải thuê những cái phòng trọ chưa có chất lượng. Vấn đề về điện nước, điện thì như bạn cũng đã thấy thì là điện, đường điện nó không có được mới. Rồi nước thì ở đây thì chủ yếu là xài nước giếng, cho nên là nhiều khi nó dơ, mình tắm mình bị ngứa nữa. Thứ hai là còn về cái hố ra này nọ thì lâu lâu thì nó vẫn phực mùi lên thì chịu. Mặc dù biết sống ở những phòng trọ như thế này là sống với thần chết, thế nhưng chấp nhận sống tạm bợ để mưu sinh ở đất khách quê người còn hơn là về quê thất nghiệp. Dạ, em thuê phòng trọ ở đây là một tháng là 1.200.000. Mức phòng trọ thì tương đối ổn định với dành cho người đi làm và sinh viên. Mình là sinh viên hay dân đi làm thì chỉ cần có chỗ ở về tối ngủ hay làm việc tí việc chứ không cần gì. Dạ, những nhà trọ xuống cấp thì tôi thấy không an toàn, không đảm bảo về cho nhu cầu đời sống của người ở, và có những lúc thì mưa gió bão và nắng thì cảm thấy không tốt cho con người cho lắm. Cuộc sống của sinh viên khi ở trong trọ không biết là phòng trọ nó sẽ như thế nào, sẽ dễ gây ra các tai nạn. Ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, và những tai nạn thương tâm như trên như một hồi chuông cảnh tỉnh cho sự thờ ơ của chủ nhà cũng như người thuê phòng khi chưa ý thức được độ an toàn tối thiểu cần có khi sống tại các khu nhà trọ xuống cấp này.